Hôm nay, Trung tâm Kế toán Việt Hưng chia sẻ các bạn đoạn bài giảng nhỏ về các bước thực hiện hạch toán dịch vụ in ấn chi tiết từ A đến Z. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ chúng tôi và để lại câu hỏi phía dưới nếu cần được giải đáp nhé. Đấy nhá, vào phân hệ giá thành ở góc bên trái này. Quy trình nhá, công trình này. Dạ. Đấy, mình là dịch vụ in ấn cho nên là nó sẽ rơi vào cái phần công trình. Dạ. Đúng không? Rồi, em tích vào. Dạ rồi. Từ gạch đầu dòng thứ nhất em tích vào xác định kỳ tính giá thành. Xác định kỳ tính giá thành. Dạ rồi. Rồi, tích vào đây. Nó chưa có gì cả, em nhấn thêm nhá. Dạ rồi. Tích vào đi em. Rồi, em đánh cái năm 21 à. Dạ. Lấy dữ liệu. Em thấy nó không ra cái gì hết. Lấy dữ liệu không ra tại vì hôm nọ là chắc là cái trước thì em học thầy là thầy không xác định cho em tính giá thành trên phần mềm á. Đúng không? Cho dạ. Chưa tạo mã công trình cho em, bây giờ mình quay ra tạo đã nhá. Dạ. Ừ. Dạ. Thì mới tính được giá thành trên phần mềm nhá. Công trình. Đúng rồi. Rồi em nhận thêm đi. Của em có hai cái loại dịch vụ, một là dịch vụ in ấn, hai là ba hai là dịch vụ photo đúng không? Dịch vụ in ấn. Dạ. Rồi, tên ghi rõ như thế luôn được. Rồi. Dạ rồi. Rồi nhấn cắt đi. Thêm mã thứ hai là dịch vụ photo. Em muốn tách riêng hai dịch vụ như này đúng không? Rồi. Dạ rồi. Thì bây giờ mà có vào thì nó cũng chưa ra đâu, vào cái kỳ tính giá thành nó cũng chưa ra đâu tại vì những cái lần mà em xuất kho là một này, những cái lần mua bán đấy em chưa chọn cái phần công trình này, bây giờ phải quay ra để em chọn những cái phần công trình này nhá. Ví dụ này, dạ. Cái gì liên quan đến dịch vụ công trình này là em đều phải chọn, ví dụ như mua hàng, bán hàng, kho, rồi lương, vân vân, chọn theo từng hóa đơn đó hả cô? Đúng rồi, như vậy thì em mới tính được giá thành trên phần mềm MISA nhá. Còn như trước đây em học ở ông thầy đấy chưa, mà em hay kể đấy là không xác định như này cho nên em sẽ không tính giá thành được trên MISA, sẽ không biết được là cái chi phí nó là bao nhiêu. Tất nhiên thì nhìn vào tài khoản thì cũng biết được, nhưng mà sau này in bảng giá thành thì mình cũng phải tự chế một chút. Tại đây tùy em. Ngày trước á, em mô là ví dụ như 70%, in ấn là 30%. Đúng rồi. Thì đấy là gọi là cũng là... Nếu mà như cô nói á, ví dụ trong một hóa đơn em vừa xuất photo vừa xuất in ấn thì em chọn làm sao? Có chọn được mà. Sẽ có những cái chi phí chung mà là thì em sẽ để chung sau này phân bổ. Còn cái nào mà riêng được thì em sẽ chọn riêng. Còn trên hóa đơn bán hàng là vừa. Ví dụ trên cái hóa đơn bán hàng lúc nào của em nó cũng chỉ có hai mã, cô nhìn vậy nè cô, đây photo in ấn. Đúng rồi, thì khi nào photo thì mình chọn công trình photo, mà cái nào in ấn thì chọn công trình in ấn. Vậy bây giờ cô chỉ em vào đâu em chọn đi. Đây ví dụ như làm một cái nhá, đây thích làm cái nào thì em mở đây nào, cái đầu tiên hoặc cái cuối cùng cho nó dễ nhớ đi. 2021 nha. Ừ. Dạ rồi. Kéo xuống dưới cùng đi. Đây. Rồi ok, đây là in đúng không? Vâng. Em bỏ ghi sửa đi, bỏ ghi sửa. Bỏ ghi. Ừ. Sửa này. Sửa. Ừ. Rồi. Thống kê này. Đó em sẽ chọn công trình đây. Cái nào in ấn à, chọn in ấn. À. Cái nào photo chọn photo. Mua đầu vào cũng thế, đầu ra cũng thế. Thì sau này em sẽ tính được giá thành trên MISA. Mà không phải cô. Tính Excel. Nói vậy em hỏi cô cái này. Ừ. Có cái nào mà ví dụ như ở ngoài này em ghi in ấn rồi trong công trình này nó tự động nhảy bằng không. Cái mã ngoài này cho em được không? Không không, không có cách nào cả. Nhá. Bây giờ phải cái thống kê này em phải tự điền nhá. Bây giờ em ngồi em làm lại hết tất cả hóa đơn luôn đó hả? Thì bây giờ nếu vì căn bản là em học bên chị nó muộn. Ngày xưa em học ông thầy là em làm theo kiểu không tính giá thành trên MISA, không xác định từ đầu để tạo những cái mã này. Bây giờ có hai cách cho em lựa chọn. Một là em vẫn muốn là tính giá thành trên MISA thì bắt buộc phải thêm các cái gắn các cái mã này vào thì mới làm được. Cách hai thì mình tính ở bên ngoài thì mình gọi là kết chuyển tự động thôi. Như ông thầy như em nhận. Sao em sửa mà em vô cái chỗ thống kê này em chọn không được? À đây. Rồi em hiểu rồi. Ừ. Vậy có nghĩa là thôi bây giờ em sẽ ngồi em làm tất cả các cái hóa đơn em đã xuất. Ừ đúng rồi, làm cái tính giá thành trên này nó nhàn hơn là tính giá thành trên Excel nhá. Dạ nhưng mà nếu vậy em hỏi cô cái này. Ừ. Ví dụ như có một số cái hóa đơn khác. Dạ đúng rồi. Trường hợp mà em đi bán gọi là ngoài photo in ấn thì trường hợp em đi bán giấy bán đồ các thứ thì nó là hàng hóa thương mại. Thương mại thì không được chọn. Là không chọn không cô, là không chọn. Em thử mở chị một cái thương mại nào. Nhớ nhá, thương mại thì nó không phải là giá, không phải tính giá thành cho nên không chọn công trình, không gắn mã công trình vào nhá. Mà ít lắm cô. Ừ. Ít lắm. Hồi nãy như là thì em mở đi. Hồi... thì như cái phiếu này này. Như cái phiếu này em thấy nó khác những phiếu kia ở chỗ là bán hàng mà nhưng mà em kiêm phiếu xuất kho. Còn những cái phiếu kia. Ôi cái đó em không biết đâu cô, em không có tích cái đó đâu. Thì chị đang giảng em đấy. Ờ. Nghĩa là nó tự động nhảy lên đó chứ không phải là em tích đâu. Rồi, bình thường nó sẽ tự nhảy nhưng em phải để ý nhá. Được chưa? Ví dụ như em bán hàng hóa thương mại thì ví dụ như là bỏ đi này. Ví dụ như ngày xưa ông thầy dạy em không có chỉ em tận tình, em không hiểu nó tích hay là không tích hay là mình bỏ đúng. Tích với mục đích gì thì hôm nay đã giảng cho mình hiểu bản chất nhá. Dạ.
Trong trường hợp em bán hàng thương mại, bình thường đúng là mở lên nó tự tích như này thật, được chưa? Mục đích của nó, bởi vì mình là thương mại cho nên cần phản ánh cái giá vốn ngay tại thời điểm này luôn. Ví dụ như nó là văn phòng phẩm này, thì em phải tính toán là nợ 632, có 152. Có 152 cũng được, bởi vì bình thường em nhập nó vào kho nguyên vật liệu mà. Nhưng mục đích ở đây là em phản ánh giá vốn để nó đẩy nó vào kho luôn á. Đã đẩy nó ra khỏi kho luôn và phản ánh luôn giá vốn là 6321 đây này. Giá 321 là giá vốn hàng hóa đây em này. Chưa? Dưới này cũng phải tự sửa thành 6321. Không sửa là sai, bởi vì ngày xưa mình tạo thiết lập cho cái mã giấy A4 này nó chủ yếu là dùng cho làm nguyên vật liệu thì tài khoản chi phí là 621. Nếu đến đây mình để cho nó 621 thì tí nữa nó lại sai. Đúng không? Thì khi đó sang bên thống kê này không chọn công trình gì cả đâu nhá. Chỗ này hiểu chưa? Bên hàng tiền này thì sẽ nói là 511 là đúng rồi này. Nhá. Còn trong trường hợp ví dụ như là em bán người dịch vụ nhá. Thì khi mà mở lên á, khi mà mở lên. Cái khác đi em. Cái này kiểm tra trong kho nó không có đâu. Em thấy sự khác biệt chưa? Thấy sự khác biệt ở chỗ là không kiêm được thuốc kho chưa? Bỏ tích vào ô này luôn chưa? Là bởi vì hả cô? Không, nó không tự, mình phải làm. Cái này ông thầy của em đã hướng dẫn em làm rồi nhưng mà không giải thích vì sao, thành ra em không nhớ, không hiểu. Hiểu chưa? Thế mục đích của mình là khi mà em nhấn thêm chứng từ này nó vẫn có kiêm thuốc kho, chỉ có cái là mình bỏ tích đi thôi. Đấy, em nhìn sửa nhá. Ví dụ em tích vào kiêm thuốc kho thì cái này dịch vụ làm gì có trong kho mà mình kiêm đâu. Đúng không? Mà em nếu bình thường em mở lên nó tự nhảy như này nhá. Nào cho chị bọn chuột nào. Bình thường em mở lên một lập một cái chứng từ mới nhá. Thì nó sẽ tự tích vào cái ô này. Nó lại phản ánh cái giá vốn nhưng mà chỗ này nó sẽ không có giá vốn. Hiểu chưa? Bởi vì nó là dịch vụ mà, thế em sẽ bỏ tích, tự bỏ tích cái này đi để nó chỉ phản ánh doanh thu và công trình thôi. Hiểu chỗ này chưa? Hiểu vì sao khi cái thì tích, cái thì bỏ chưa? Em hiểu, cô nói thì em hiểu rồi. Nhưng mà ý là đúng là cái này thầy không có nói em, cái visa này nó tự á, chứ không phải em đâu. Không phải tự đâu, phải làm. Sau này em làm 54 cũng thế nhá. Chị bảo này. Em nghĩ là khi em chọn cái ở bên này nè, chọn chỗ in ấn thì nó sẽ tự động không có. Không, làm gì? Bây giờ em cứ thử thêm mỗi một cái mà xem. Rồi bây giờ chị bảo này, chị bảo này, nó không bao giờ nó nhảy, được chưa? Nè, cô thấy không? Nó tự động lên nè. Thì chị mới bảo này, bây giờ nghe chị nói này. Cái phần cái chỗ chứng từ bán hàng này nhá, nó sẽ tính theo cái chứng từ liền trước đó em bỏ hay là em tích vào. Ôi chà. Hiểu chưa? Cho nên mình phải để ý để mà tích hay là bỏ. Chị nói thế em hiểu chưa? Ví dụ như cái phiếu hôm nay là em ngày 8 tháng 4 đi nhá. Mà cái phiếu vừa lúc nãy vừa gần kề xong này, em bỏ thì cái phiếu sau liền kề nó sẽ tự bỏ. Mà phiếu trước liền kề nó em tích vào thì phiếu sau liền kề nó sẽ tự tích vào. Tức là nó ăn theo nó mặc định theo đằng trước ấy. Nhá. Rồi em hiểu rồi. Còn nếu mà trên phần mà lần đầu tiên em làm thì bao giờ nó cũng sẽ tích. Nhưng mà từ tích về bỏ đấy nó sẽ căn cứ vào cái lần liền kề trước đó nhá. Nên cái này mình phải để ý nhá. Dạ, vậy là túm lại là nếu mà em photo in ấn dịch vụ thì em không có tích. Còn nếu mà em bán hàng hóa ở trong kho ra thì em tích vô kiêm phiếu xuất kho. Đúng rồi. Hiểu chưa? Cả đồng.